Hello tất cả các bác anh em nhá. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, cả nước chúng ta đều đón một cái Tết âm lịch tràn ngập năng lượng, yêu thương và hạnh phúc. Đó là năm 2023, hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp đến với nhân loại, đến với con người. Đón một cái Tết, đó là năm Quý Mão, để chiên khách hàng trong những dịp cuối năm này, cũng như là khuyến mại hay nguyện có chi đặc biệt đối với tất cả những bác đang có nhu cầu mua sắm âm thanh bên điện tử Alo Hành Nguyễn. Thì chương trình em áp dụng bắt đầu từ ngày 29 dương lịch tháng 12 cho đến 30 Tết âm lịch năm 2022. Tất cả những bác lắp đặt bộ hát dù bé dù to bên em đều được khuyến mại một chiếc quản lý nguồn hoặc là một chiếc lưng tiếng với trị giá 2 triệu đồng. Thì đây là một cái món quà không lớn, nhưng nó sẽ thể hiện cái tình cảm của bên em đối với tất cả những khách hàng có nhu cầu sử dụng những thiết bị âm thanh bên em. Thì trong cái buổi quay ngày nay thì anh rất trân trọng giới thiệu đến các bác về một bộ hát giá rẻ nhưng mà chất lượng âm thanh nó thì quá vượt trội. Và đây là những thiết bị đã được khách hàng đánh giá, người tiêu dùng đánh giá là một dòng sản phẩm thanh tốt, độ bền cao, chất lượng tuyệt vời quá nhá. Mấy em lại gần để quay các bác xem đây. Đấy. Đấy. Thì cả combo này quá nhá, đó là 25.500.000 đồng, 25.500.000 đồng bao gồm gì? Một đô la Motivity Bass 30 nhập khẩu chính hãng mới tinh nhá. Dòng loa này nó cho tiếng bass đánh rất uy lực, đánh mềm mại, giải tép lẩy như loa Mỹ, giải lời rõ. Thì thực ra quay lại cái đây khoảng tầm 2 năm về trước thì có rất nhiều anh em đã phản bác, tức là dòng loa Motivity này là thế này thế kia. Nhưng mà sự thật thì nó sẽ rất phũ phàng, đúng không? Nó sẽ không thể nào chối cãi được. Chính vì cái chất lượng, cái giá thành cũng như cái thương hiệu nó đã làm cho khách hàng tin yêu hơn và dùng nhiều hơn với dòng loa Motivity này. Đấy. Thì dòng loa này bên em phát triển rất tốt nhá. Có thể nó bán chạy nhất trong 5 năm vừa qua về số lượng Motivity, có thể hàng vài nghìn đôi trên toàn quốc rồi. Cái số lượng để một thanh lý loa Motivity không có nhá, hiện tại không có. Đấy, nó rất hay mà có thể bao phòng được tầm khoảng 35m² đến 40m² nhá, là tràn âm luôn, lực bán đánh dày. Loa nhập khẩu chính hãng, gần như bên em nhập về không có làm bị lỗ nhá, tất cả không có chiếc loa bị lỗ luôn, cứ nắp là chạy, nắp là bán thôi. Thì mã BL12, mã MTB12, MV đều giá 12 triệu một cặp đó nhá. Một đẩy đồng bộ của hãng đây. Đẩy đồng bộ của hãng, tức là bây em nhập loa thì phải nhập đẩy đuôi luôn. Con này là Motivity IR60, bánh đồng bộ con này. Thì con này em đánh giá là bánh hay hơn Crown nhá, sạch tiếng hơn, mạnh hơn, khỏe hơn, bền hơn. Thì đồng bộ giữa loa và đẩy này giá là 19 triệu. Đã xô là xô ngoài thằng là cấp đó nhá, không xô là nhỏ, riêng đẩy Motivity. Đấy. Và hôm nay tiếp tục với nhau về những chiếc vang Glutin. Con này là Blabut 5X, đã tích hợp cổng quang Bluetooth rồi, tiếng mic cực hay, tiếng nhạc cực tốt luôn nhá. Đã bị nhỡ hàng mất khoảng tầm 1 tháng thì hôm nay tiếp tục công ty này có hàng những chiếc vang Glutin KM5FX, bây giờ nâng cấp luôn nhá. Nó là 5X, trước nó là Blabut này 5FX nhưng mà không cổng quang Bluetooth, nhưng mà giờ đã tích hợp cổng quang Bluetooth và truyền cổng bằng một nút ấn này, bên này rất là tiện. Đấy, Bluetooth nó chuẩn 5.0 luôn nhá. Tiếng nhạc này rất hay, mic cực phê luôn, có 6 chế độ hát khác nhau. Đấy. Và một chiếc mic Glutin có mã là GMS12, 4 anten, có gia tốc tự ngắt nhá. Và trong này có gia tốc này và có chế độ tự ngắt. Đấy, 4 anten, sóng sánh khỏe, không bỏ công nghệ cũ. Tiếng hay. Thì tổng cái bộ bao gồm đôi loa này, một chiếc vang này và một chiếc mic này là 25.500.000. Thì bên em khuyến mại ngay một chiếc quản lý nguồn trị giá 2 triệu đồng nhá, bé này. Đấy, nếu mà bác không lấy thì không chịu tiền nhá, không lấy không chịu tiền. Đấy, có thể bác lấy quản lý nguồn được hoặc lưng tiếng được. Đây, máy lưng tiếng đây là 2 triệu đồng, bác muốn dùng lưng tiếng được mà quản lý nguồn được. Đấy, con này hay lắm ấy, chống rú tốt quá nhá, tiếng mic bay, cái mic này ấn vắt lên ngay. L67897 L67 ngay. Con này khởi động rất nhanh quá nhá, ấn lên ngay này. Mic này hay lắm. Giá mic này 3 triệu đồng thôi nhá. 3 triệu đồng cái mic này. Đó, giá luôn bác này lắm được này. Bác mua lẻ nữa nhá, 3 triệu đồng này, mới tinh, bảo hành 1 năm. Vang 3,5 triệu. Đấy, đẩy loa 19 triệu. Đây, hôm nay về được những bộ mic Glutin GMS12
nhập khẩu chính hãng chính ngạch nhá, công nghệ đến từ Đức. Đấy, bao nhiêu một năm? Bao nhiêu chiếc càng Glogutin Brabus 5X, một phiên bản mới tinh mới nhá. Và đây là toàn bộ cái chương trình CVM và GMM nhá. Đấy, là khuyến mại của Ninh Nguồn hoặc Lương Tiếng. Bộ này là có tổng giá là 25.500 nhá. 25.500 thì bên em đã khuyến mại luôn của Ninh Nguồn, không hay có được tiền nhá. Bảo hành cực dài luôn. Đấy. Bây giờ em sẽ mời một ca sĩ đến hát vài câu và nghe nhá. Chất luôn. Bây giờ em mời ca sĩ Trấn Thành chơi bài Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa không nhá. Một ca khúc rất nổi tiếng luôn. Cứ xuân này đi qua rồi khi này tới thì lại lưu luyến lại những cái gì mà tốt đẹp nhất của xuân cũ và đón chào một xuân mới với ca khúc Đón Xuân Này Nhớ Kia. Đó ca sĩ Trấn Thành tôi nhớ xuân. Trên bộ dàn 25.500 có khuyến mại của Ninh Nguồn vào nhá. Rất ok. Trong bán kính 50 km miễn phí thôi nhá. Còn 100 km thì em mới tính cho em phí. Đấy. Khuyến mại rồi nhưng mà trong 50 km lắp tại nhà. Còn nếu mà xa quá thì hỗ trợ thì phí em. Bây giờ này là em sẽ khấu hết giá rồi. Quá tuyệt vời. Đấy. Đây là bộ này nhá, tổng bộ đây. Gặp nhau khi pháo giao thừa. Giá rõ ràng quá nhá. Em đừng chờ tôi dưới sông thưa. Tôi đi qua đầu ngõ hỏi cho thần xuân đã về chưa. Tuyệt vời, cái này hát hay lắm. Xuân đi. Hoạt bằng nha, tiếng hay. Bước sông hồ như đắm như mưa. Đấy, bác nghe nó chất thế nào? Hai trực tiếp quay kia luôn. Thì đây là những bộ hát vô cùng hợp lý giá để anh em chơi nhá. Một bộ mic GMS12 nhập khẩu nhá, 4 đẹp nhá. Khỏe. Một chiếc vang mới tinh nhập khẩu. Đấy. Tép rất dễ chỉnh này. Này chỉnh mát tép rất dễ luôn. Và muốn nghe tép mát mỗi đường vít thôi. Tuyệt vời luôn. Đây muốn nghe tép phải mà này. Đấy. Đây chỉnh tép này, chung này, bát nhạc này, nhạc to nhỏ này, bốn mic này, nhại này. Đấy. Tất cả thiết bị bảo hành 1 năm thôi nhá. Với tình nhập khẩu chính hãng chính ngạch có CGQ. Quá phê luôn. Những bộ hát phù hợp cho anh em làm công nhân rồi là làm công chức cho bọn em là không có tiền thôi nhá. Bộ này ok. Em là công chức và viên chức, giáo viên quèn nghèo. Tôi dưới sông rất hay anh em nhé. Một chất lượng tuyệt vời luôn. Mọi tin mua sắm lắp đặt liên hệ với em số điện thoại 0936 583 140 nhá. Tuyệt vời. Gửi các bác một bài ca đón xuân. Mong rằng năm Quý Mão ra một năm hứa hẹn nhiều hạnh phúc và tương lai tốt đẹp cho mọi người, mọi nhà. Chúng ta đã trải qua năm 2021-2020 đại nạn rồi. Ôi giời em ơi, anh đặc biệt em nhá. Có là có thời gian với anh chơi em gái nhá. Tuyệt vời. Các bác cho Trấn Thành và anh Nguyễn một like nào. Tuyệt vời. Ôi, bộ này các bác không phải nghĩ rồi đúng không? Tuyệt cú mèo. Thì đều lại nhá. Thì đây bộ này có tổng giá là 25.500. Bác khuyến mại ngay một quả Ninh Nguồn có trị giá là 2 triệu đồng. Đây quả Ninh Nguồn nhá.
hoặc các bác lấy của Ninh Nguồn lên đường tiếng. Đấy, bán kính 50 km em lắp vào tại nhà. Còn quá các bác hỗ trợ em thì xem nhá, mà không đủ bởi em thiết khấu hết cỡ rồi, không còn gì để tính rồi. Lo nhập khẩu mới đẹp nhá, không mà có lỗi, rất là bền. Như anh em mà đã dùng Moti đều khen cả. Đấy, đây là đánh giá được khách hàng với nhá. Đây toàn bộ cái bộ hát em lên cấu hình đây. Đấy, giá cả công khai minh bạch nhá. Và những bộ mic hợp lý giá hay với này, Glutin, mã là GMS12 đây, giá 3 triệu đồng, công nghệ đến Đức với nhá. Và vang này là vang huyền thoại, cái vang mà 5X này là hay nhất của Việt Nam, không vừa đâu nhá. Mọi tin mua sắm lắp ghép liên hệ với em số điện thoại 0936 583 10 hay Nguyễn Gia Thành Quốc nhá. Em chào các bạn.